giàu kinh nghiệm, tự hào là đối tác chiến lược của công ty kinh Hải Long, nhà sản xuất kính hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có hệ thống chi nhánh showroom rộng khắp Hà Nội, từ Cầu Giấy, Hà Đông, Đông Anh, Thạch Thất đến Long Biên, với mục tiêu phục vụ bạn một cách tốt nhất. Tại Nhật Minh Long, chúng tôi hoạt động dựa trên những giá trị cốt lõi, chủ động, chia sẻ, cam kết, nỗ lực, tận tâm và tốc độ, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty, cũng như xin được mến chào quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại sân bóng Thành Công. Ngày hôm nay sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên, trận đấu khai mạc giải bóng đá cúp cựu học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Quán Nhỏ. Đây là lần thứ 5 giải đấu được tổ chức rồi. Và ngày hôm nay sẽ là kèo đấu giữa FC Thiệu Quảng và FC Thiệu Hợp. Và để cho quý vị và các bạn thuận tiện theo dõi hơn, chúng tôi xin phát đội hình ra sân của cả hai đội. Với FC Thiệu Quảng, chúng ta sẽ có được số 26 Văn Tùng, số 14 Văn Toàn, số 12 Hữu Tú, số 5 Trúc Khang, số 10 Mạnh Cường, số 19 Duy Giang và cuối cùng là số 7 Trúc Thịnh. Họ sẽ trên trang phục áo hồng quần trắng sẽ ở bên phía tay phải mà của quý vị và các bạn. Với FC Thiệu Hợp, chúng ta sẽ có được số 11 Hoàng Trường, số 86 Văn Quyết, số 17 Hùng Vũ, số 7 Xuân Quang, số 6 Đinh Đức, số 10 Viết Hiệp và cuối cùng là số 98 Văn Tải. Các cầu thủ Thiệu Hợp sẽ trên trang phục áo tím quần đen sẽ bên phía tay trái nhỏ của quý vị và các bạn. Và trận đấu của chúng ta chính thức được bắt đầu. Quyền giao bóng đến từ các cầu thủ áo tím. Tình huống bóng đầu tiên cho các cầu thủ Thiệu Hợp được chuyền rất chuẩn, kịp không đẩy, không được rồi, lên bóng cho Thiệu Quang, bên trong có người không? Không có người. Lên bóng cho cầu thủ áo tím, ngoáy rồi, được chuyền đổi cánh, bóng trong chân số 17, cắt được bài tốt, cơ hội không được, lên bóng cho cầu thủ áo tím, đường chuyền tốt, không được rồi, chéo bóng lên, Nguyễn Tú đường chuyền nhả về,
Bóng đang trong chân các cầu thủ áo hồng. Quyết định sút xa. Cú sút của Cường NM, cầu thủ mang áo số 10 bên phía cầu thủ Thiệu Quang. Đức GP. Rồi lên bóng rồi, không được. Thấy hôm nay thời tiết rất mát, hơi se se lạnh, rất phù hợp cho những tình huống đá bóng xong đi về. Và sau đó tiết mục của chúng ta là gì thì đấy là tùy thuộc vào các cầu thủ. Nhưng chúng ta sẽ cùng quay lại với tình huống này. Đội chuyển về tuyến 2. Đã có tín hiệu yêu cầu chờ còi. Đá biên. Đang tìm cho mình những phương án bên trong. Chờ bóng vào, đánh đâu, không được. Cơ hội cho cầu thủ áo tím, không kịp mất rồi. Tình huống để bóng quá dài của số 11. Tiếp tục là đá biên. Tình huống chờ bóng hơi sâu. Không được. Đang có rất nhiều những cổ động viên của cả hai đội đang có mặt tại sân bóng Thành Công. Đây sẽ là một nguồn động lực to lớn cho sức mạnh của các cầu thủ, cho những tinh thần chơi bóng của các cầu thủ nữa. Chúng ta rất mong chờ những pha bóng đẹp, pha bóng hay, những tình huống xử lý điệu nghệ của các cầu thủ. Quyết định chuyền về rồi. Thanh Tùng. Vẫn là các cầu thủ ở hồng, cho bóng lên, không được. Bóng vẫn còn trong sân. Bắt bài mất rồi. Lên bóng cho cầu thủ áo tím. Không hề có lỗi, trận đấu vẫn tiếp tục. Cơ hội tốt, sút, không được. Tiếp theo đó là một tình huống sút bồi. Tình huống hơi lỗi. Sẽ là đá biên cho các cầu thủ Thiệu Hợp. Chờ bóng vào, không được. Bên ngoài có người. Đi bóng vào trong. Có lẽ sẽ là một tình huống đá góc dành cho các cầu thủ Thiệu Hợp. Chiếc bóng đang là Hoàng Trường, cho bóng vào, không được. Tình huống hơi chớ mất rồi. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Và sẽ có tình huống phát bóng lên dành cho cầu thủ Thiệu Quang. Khó mất rồi. Tình huống che bóng rất tốt của Xuân Quang. Cơ hội tốt, không được. Bóng quay trở về chân các thủ áo hồng. Cường NM. Đi bóng rồi. Khó, đường chuyền hơi khó của Cường. Sau đó là tình huống bóng hết biên. Đi bóng vào rồi. Cơ hội tốt cho cầu thủ. Không được. Sẽ tiếp tục là một tình huống đá biên cho Thiệu Hợp. Hùng Vũ. Vũ Gà. Đường chuyền vào trong. Bắt bài mất rồi. Vũ Gà, không được. Ừ.
quyết định treo bóng lên. Không được. Quyết định đá biên nhanh. Thanh Tùng đối chuyền về rồi. Ôi, bàn thắng rất bất ngờ. Văn Toàn. Một tình huống rất mượt. 1-0. Phút thứ 6 của trận đấu. 1-0 cho các cầu thủ Thiệu Quang. Một pha bóng hơi bất ngờ. Đá biên cho bóng vào. Không được. Phát bóng lên dành cho Thiệu Hợp. Đá biên dành cho các cầu thủ áo tím. Hoàng Trường đang tìm cho mình những phương án bên trên. Không được rồi, bắt buộc phải chuyền về. Các cầu thủ Thiệu Quang chơi rất chặt chẽ. Vũ Gà. Tiếp tục là Vũ Gà. Đức GP. Không được. Quyết định chuyển về rồi. Cơ hội tốt. Không được. Những nỗ lực đi bóng của lên bóng cho Thiệu Hợp. Quyết định cho bóng lên rồi. Không được. Tình huống bắt bài rất nhanh của Văn Tùng. Đường chuyền về giữa. Quyết định sút xa. Không có gì nguy hiểm cả. Phá bóng tốt. Sẽ là tình huống đá biên cho Thiệu Hợp. Các cầu thủ của Thiệu Quang đang cho rằng đáng lẽ ra tình huống biên đấy phải là của họ. Trung Thịnh. Để bóng cho cầu thủ áo tím. Cơ hội tốt. Không được. Bắt bài mất rồi. Sẽ là một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ áo tím. Trước bóng đang là Đình Đức. Một cự ly khá đẹp. Có lẽ Đình Đức sẽ sút luôn. Biết ngay. Và tình huống bóng chạm cột dọc. Và vẫn không thể có bàn thắng cho các cầu thủ Thiệu Hợp. Rất đáng tiếc. Một tình huống hơi thiếu may mắn. Cơ hội tốt. Làm gì đây?
Thường bóng bay vọt xa. Người thực hiện cú sút vừa rồi là Trúc Thịnh. Hiện luôn như gì. Cắt bóng tốt. Tiếp tục là cầu thủ áo tím. Không hề có lỗi. Không phải, vậy là đã có lỗi rồi. Lỗi được tính cho Mạnh Cường. Người bị phạm lỗi là Viết Hiệp. Sẽ là tình huống đá phạt. Chơi bóng lên. Sút xa. Tình huống ngã bàn đèn của Viết Hiệp. Tình huống chơi rất rắn. Tiếp tục là tình huống đá biên cho Thiệu Quảng. Trước bóng là Nguyễn Tu. Cơ hội. Tình huống can thiệp rất kịp thời của Hoàng Trường. Được chuyển vào. Xét về thế trận thì có lẽ các cầu thủ Thiệu Quang họ chơi nhỉnh hơn. Về từng tình huống xử lý bóng cũng như những tình huống chốt. Tuyến 2, Viết Hiệp. Nhả về rồi, Hoàng Trường. Quyết định sút xa của Hoàng Trường. Bóng chạm vào cái chân của một cầu thủ áo hồng. Và sẽ tiếp tục là tình huống đá góc cho Thiệu Hợp. Chuyền vào, không được. Cơ hội cho Thiệu Quảng. Được chuyền khó mất rồi. Hơi chần chừ, Hoàng Trường. Tiếp tục là Hoàng Trường. Được chuyền hơi khó của Hoàng Trường. Vũ Gà. Khó mất rồi. Đá biên nhảnh hơi khó. Không hề có lỗi, trận đấu vẫn tiếp tục. Cắt bóng tốt. Để bóng cho các cầu thủ áo hồng. Không được. Đấy rồi, qua người tốt rồi. Bên trong có người kìa. Đường chuyền hơi khó. Tiếp tục là một đường chuyền lỗi. Đá biên cho Thiệu Hợp. Vũ Gà treo bóng vào, không được. Bóng không qua được hàng rào. Treo bóng vào, không được. Viết Hiệp. Cơ hội tốt. Tình huống hơi vấp chân. Hoàng Trường, tiếp tục là Hoàng Trường. Đường chuyển nhà đáy biển. Làm gì đây? Sẽ chỉ là một tình huống phát bóng lên cho Thiệu Quảng. Nguyễn Tu. Chạy bóng lên. Hoàng Trường cắt bóng được rồi. Cơ hội tốt. Hơi chớ. Không sao. Vẫn là những tình huống bóng đi về phía bên trái của cầu môn.
điệu nghệ. Trúc Thịnh thực hiện một tình huống đánh gót. Nếu nhẹ hơn thì có lẽ là một đường chuyền tốt. Phút thứ 16. Viết Hiệp, Hoàng Trường. Tiếp tục là Hoàng Trường. Tốc độ của Hoàng Trường rất nhanh. Hoàng Trường làm gì đây? Cú sút hơi cá nhân của Hoàng Trường. Bên ngoài tuyến 2 đã có Viết Hiệp rồi. Tiếp tục là Đá Biên. Chơi bóng vào. Đánh đâu? Vẫn chưa thể có được những tình huống tốt. Cơ hội là có rồi. Hoàng Trường. Tốc độ của Hoàng Trường. Không kịp mất rồi. Sẽ có Đá Biên dành cho đội bóng áo hồng. Chào bóng lên. Lên bóng cho đội bóng áo tím. Bắt bài được rồi. Đức Nơ mở. Làm gì đây? Quyết định sút xa. Không có gì nguy hiểm cả. Bóng quay lại chân của cao thủ áo tím. Vũ Gà. Hoàng Trường. Khó mất rồi. Đá Biên cho Thiệu Quang. Treo bóng vào. Không được. Viết Hiệp. Treo bóng lên. Hoàng Trường. Hơi khó. Đá Biên cho đội bóng áo tím. Cơ hội. Không được. Cơ hội cho đội bóng áo hồng. Qua người được rồi. Cơ hội. Tuyến hai. Vẫn không được. Hoàng Trường. Không kịp mất rồi. Rất khéo. Đá Biên, làm gì đây? Quyết định sút xa. Bàn thắng thứ hai. 2-0 cho Thiệu Quang. Sẽ có tín hiệu thay người dành cho các cầu thủ áo tím. Số 7 bên hậu. 6 bàn.
2-0. Thời gian vẫn còn dành cho các cầu thủ áo tím. Lỗi mất rồi. Đánh đầu tốt, cơ hội. Hơi chớ, Vũ Gà. Tình huống xử lý hơi khó đến từ các cầu thủ Thiệu Hợp. Toàn Lê. Không được, hơi chớ. Tình huống đấy anh hơi vấp. Không thì có lẽ sẽ là 3-0. Treo bóng lên. Cơ hội tốt. Biết đi. Vẫn chưa thể có bàn thắng cho các cầu thủ Thiệu Hợp. Tình huống cứu bóng ngay trước vạch vôi của Hữu Tú. Tiếp tục là đá góc. Đá góc cho Thiệu Hợp. Vũ Gà. Hơi cá nhân. Và sẽ chỉ là tình huống phát bóng lên cho các cầu thủ Thiệu Hợp. Xin lỗi Thiệu Quang mà thôi. Cơ hội tốt. Tiếp tục là cầu thủ không. Tình huống hơi đồng đội, vẫn là cơ hội. Hai tình huống liên tiếp. Cú sút của Văn Toàn. Xin lỗi của Trúc Thịnh. Hoàng Trường. Đường chuyền hơi khó của Hoàng Trường. Hướng treo bóng lên. Đánh đầu. Không được. Phút thứ 25. Còn khoảng 5 phút nữa. Thời gian thi đấu của hiệp 1 sẽ hết. Không có gì nguy hiểm cả. Quản Hữu Tuấn đã được tung vào sân. Anh sẽ thay cho Đình Đức. Có lẽ sẽ là một sự thay đổi mang tính chiến thuật. Đi bóng vào. Không được. Nguyễn Tú. Nguyễn Tú. Được chuyền vào đáy biên. Làm gì đây? Tuyến 2. Bóng vẫn còn. Vẫn là các cầu thủ áo hồng. Chuyền vào. Không được. Hoàng Trường. Đường chuyền khó. Lỗi vào sau. Lỗi được tính cho số 26 Văn Tùng. Vũ Gà. Viết hiệp. Nhà về cho Hoàng Trường. Tiếp tục là Hoàng Trường. Cú sút mang tính giải tỏa cao hơn. Thực sự là với lối chơi của Thiệu Quang ngay lúc này thì việc đưa bóng vào cầu môn là hơi khó cho Thiệu Hợp.
Hữu Tuấn. Tình huống hơi chần chừ. Sẽ để tung vào sân hiệp 2. Vũ Gà. Đường chuyền hơi non của Vũ Gà. Tiếp tục là Vũ Gà. Kịp không? Không kịp mất rồi. Hữu Tuấn. Vũ Hiệp. Không phải, Viết Hiệp. Đường chuyền lỗi rồi. Cơ hội cho các cầu thủ. Sự xuất sắc của thủ môn. Tình huống 1-1 như thế vẫn không thể có được bàn thắng cho các cầu thủ áo hồng. Suýt chút nữa thì tỷ số đã là 3-0 rồi. Vũ Gà. Chạy bóng vào. Không có gì nguy hiểm cả. Văn Tài. Viết Hiệp. Hoàng Trường. Đường chuyền tốt. Hữu Tuấn. Ôi dồi ôi. Viết Hiệp. Vẫn chưa thể có bàn thắng cho các cầu thủ áo tím. Tiếp tục là đá góc cho các cầu thủ Thiệu Hợp. Việt Hiệp. Vũ Gà. Hữu Tuấn. Không được. Hoàng Trường. Tiếp tục là Hoàng Trường. Hoàng Trường qua người được rồi. Hoàng Trường không được. Sẽ có một tấm thẻ được rút ra. Một tấm thẻ vàng cho Nguyễn Tú. Sau tình huống phạm lỗi với Hoàng Trường. Đá phạt. Viết Hiệp đứng trước bóng. Viết Hiệp quyết định sút luôn. Viết Hiệp. Cơ hội tốt. Hoàng Trường. Hoàng Trường vào. 2-1. Phút thi đấu cuối cùng, hiệp thi đấu thứ nhất, và Hoàng Trường đã nổ súng. Tình huống rất dẻo. Tính chất của trận đấu đang hấp dẫn hơn rất nhiều. Chuyển về. Và đó cũng là tình huống cuối cùng hiệp thi đấu thứ nhất. Tỷ số là 2-1 với bàn thắng của Văn Toàn và Trúc Thịnh đến từ phía các cầu thủ Thiệu Quang. Cùng với đó là bàn thắng ở phút thứ 30. Người ghi bàn là Hoàng Trường. Và xin quý vị các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa với hiệp thi đấu thứ hai. Bạn phải vô thủ môn nhiều vào, nhưng mà cứu thủ để đi về cái đoạn cắt.
cắt ra để cắm cắt được giật bạn. Tôi một tướng môn cái này, bạn đây đéo ai như bạn. Đéo ai như bạn đi. Quá đồn, cứu tương của tướng môn. Nhớ biết tướng môn tên gì mà. Đúng không? Đúng không? Đối tác và khách hàng. Với đội ngũ nhân sự hùng hậu và quy trình vận hành chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến cho bạn dịch vụ vượt trội và chất lượng. Tập trung vào việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật kính xây dựng chất lượng, chúng tôi luôn nỗ lực tạo sự khác biệt hiệu quả cho các dự án xây dựng lớn và nhỏ. Nhật Minh Long cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng một cách tận tâm và đam mê. Để được tư vấn sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0242 264 9988. Minh Long đã thành lập vào năm 2015 với đội ngũ giàu kinh nghiệm, tự hào là đối tác chiến lược của công ty kính Hải Long, nhà sản xuất kính hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có hệ thống chi nhánh showroom rộng khắp Hà Nội, từ Cầu Giấy, Hà Đông, Đông Anh, Thạch Thất đến Long Biên, với mục tiêu phục vụ bạn một cách tốt nhất. Tại Nhật Minh Long, chúng tôi hoạt động dựa trên những giá trị cốt lõi, chủ động, chia sẻ, cam kết, nỗ lực, tận tâm và tốc độ. Là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty,
cũng như đối tác và khách hàng. Với đội ngũ nhân sự hùng hậu và quy trình vận hành chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến cho bạn dịch vụ vượt trội và chất lượng. Tập trung vào việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật kính xây dựng chất lượng, chúng tôi luôn nỗ lực tạo sự khác biệt hiệu quả cho các dự án xây dựng lớn và nhỏ. Nhật Minh Long cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng một cách tận tâm và đam mê. Để được tư vấn sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0242 264 9988. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu giữa FC Thiệu Quang và FC Thiệu Hợp. Cơ hội cho đội bóng áo tím. Hiệp thi đấu thứ hai này thì Thiệu Quang đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 2-1. Với hai bàn thắng của Văn Toàn và Trúc Thịnh. Và bàn rút ngắn tỷ số xuống còn một bàn. Đó là bàn thắng của Hoàng Trường ở phút thứ 30. Hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ Thiệu Quang họ sẽ có sự thay đổi người khi họ đã tung cho mình số 19 Văn Huy, cùng với đó là thủ môn mang áo số 69 Hữu Thêm. Bên phía các cầu thủ Thiệu Hợp thì họ vẫn chưa có sự thay đổi nào cả. Vũ Gà, tìm cho mình phương án bên trên, đường chuyển hơi khó, qua người rất tốt, lên bóng cho cầu thủ áo hồng, tốc độ kịp không đây, qua người được rồi, tuyệt hay, ui rồi ôi, có lỗi, không hề có lỗi, và sẽ là tình huống phát bóng lên, hai cầu thủ đang bị đau. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của tổ y tế. Người bị đau đang là Trúc Thịnh.
liệu rằng anh có thể thi đấu được nữa hay không đây. Chúng tôi đang chờ những tín hiệu của Trúc Thịnh. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì sau khi Trúc Thịnh nằm sân, anh còn nhận một cú đá bồi của đồng đội ăn thẳng vào lưng. Không sao, Trúc Thịnh vẫn tiếp tục thi đấu được và phát bóng lên cho đội bóng áo tím. Bắt bài mất rồi. Viết hiệp. Cơ hội cho đội bóng áo hồng. Vũ Gà rất khéo. Viết hiệp. Bàn bật rất mượt. Đường truyền cuối cùng thì hơi lỗi. Phát bóng lên. Đánh đầu tốt. Tuyến 2 hơi chớ rồi. Can thiệp rất tốt. Làm gì đây? Nào. Rồi nào. 30 rồi, về có bát phở rồi. Bên trong có người chứ không phải không? Hơi lỗi. Chân trừ quá. Quá người tốt. Sẽ có đá biên cho các cầu thủ áo tím. Những nỗ lực đi bóng vừa rồi là của số 25. Hoàng Trường. Hoàng Trường. Nào ngoái nào. Hoàng Trường không được. Đường chuyền khó rồi. Lên bóng cho các cầu thủ áo hồng. Tình huống múa hơi lỗi của Huy Lê. Hoàng Trường. Rất nhiều những tuyến suýt xoa của các cổ động viên bên ngoài. Hoàng Trường. Khó mất rồi. Và để cho thuận tiện hơn, để có thể gửi những lời yêu thương của quý khán giả đến với các cổ động viên, chúng tôi sẽ đọc chat. Để những dòng tâm sự của quý vị khán giả đều có thể gửi đến với các cầu thủ. Sẽ là đá phạt dành cho đội bóng áo hồng. Khó mất rồi. Pressing rất nhanh. Cảm ơn Trịnh Thế Tuấn với lời tâm sự. Cố lên Thiệu Hợp ơi. Lên bóng cho Thiệu Quảng. Tuyến 2 không được. Tiếp tục. Vẫn chưa thể có được tình huống đưa bóng vào trong hay là một cú sút. Đức Nơ mở. Cơ hội tốt. Không được. Nguyễn Tú. Khó mất rồi. 24 khán giả đang xem. Đã có lỗi rồi. Tình huống lỗi của Viết Hợp. Tiếp tục là một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Thiệu Quảng. Một cự ly khá đẹp. Bài đá này thì truyền vào tuyến 2. Xong băm luôn. Đá đẹp. Nếu không thì sẽ là một cú sút thẳng. Chúng ta hãy cùng chờ xem pha bóng này sẽ như thế nào. Đường chuyền hơi vội. Nguyễn Tú quyết định sút xa. Bàn thắng thứ 3 rất bất ngờ.
Bóng chạm chân một cầu thủ áo hồng. Chí Cường. Số 3 đứng lại biên nó bị khuất rồi. Đây đứng ở phòng số 2 rồi. Đây. Số 3 đang đeo chân đen kìa. Số 3. Thế là bên tím hay bên hồng? Bên hồng, hồng bên hồng anh. Sau có không? Không có. Ô, thay người không bảo à? Chỗ số 3 ra hả? Sao số 3 ở trong sân? Số 3 thay người đấy. Ôi, đi hỏi mi. Đã có lỗi. Cả hai cầu thủ đang bị đau. Những tình huống tranh chấp rất rát. Sẽ là một tình huống đá phạt trực tiếp. Đứng trước bóng là Hoàng Trường. Quyết định sút thẳng của Hoàng Trường. Tiếp tục là Hoàng Trường. Tiếp tục là một cầu thủ đang bị đau. Nếu như tôi không nhầm thì là Chí Cường. Đá biên. Chéo bóng lên. Đánh đâu? Không được. Chéo bóng vào, không được. Xin lỗi. Nếu như chúng tôi không nhầm thì số 3 bên phía các cầu thủ Thiệu Quang sẽ là Văn Ba. Tuyến 2, Vũ Gà, tình huống đánh gót, bóng chạm tay. Không phải, sẽ không phải là tình huống penalty, sẽ chỉ là một tình huống đá phạt thôi. Một cự ly rất gần với khung thành. Phía này làm gì đây? Tuyến 2 không được. Cú sút của Hoàng Trường. Viết hiệp, tiếp tục là viết hiệp. Đường truyền tốt. Không được, hơi khó. Đường truyền cuối cùng hơi lỗi. Lên bóng cho đội bóng áo hồng. Tình huống chuyền rất nguy hiểm. Nên hạn chế những tình huống như vậy xảy ra. Nếu không thì hậu quả của nó sẽ rất lớn. Hoàng Trường. Viết hiệp. Quyết định chuyền về. Sẽ là đá biên dành cho các cầu thủ áo tím.
Viết hiệp. Lên bóng cho đội bóng áo hồng. Hơi khó. Vẫn tiếp tục là các cầu thủ áo hồng. Cường NM. Nguyễn Tú. Được chuyền lên. Hơi khó mất rồi, được chuyền hơi cao. Không hề có lỗi. Tiếp tục là tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ áo tím. Hoàng Trường viết hiệp. Cơ hội tốt, lên bóng này, sút xa, quá hiền. Tiếp tục sẽ là tình huống đá biên cho các cầu thủ Thiệu Hợp. Được chuyền khó rồi. Được chuyền lỗi của Hoàng Trường. Lên bóng cho các cầu thủ áo hồng. Nào, làm gì đây? Vẫn là các cầu thủ áo hồng, không được. Không có gì nguy hiểm cả. Viết hiệp. Đang tìm cho mình những phương án bên trên. Hơi khó cho những phương án đưa bóng lên trên của viết hiệp trong tình huống vừa rồi. Bạn bật 1-2 rất nhịp nhàng. Hữu Tuấn. Vũ Gà. Được chuyền khó của Vũ Gà rồi. Vũ Gà. Viết hiệp. Vũ Gà. Được chuyền khó mất rồi. Đánh đầu không được. Cơ hội bàn thắng từ từ. Sự lỏng lẻo trong hàng phòng ngự của các cầu thủ Thiệu Hợp. Cú đúp của Trúc Thịnh. Bây giờ là khó. 4-1 rồi. Rất khó cho các cầu thủ Thiệu Hợp. Chúng ta phải cần được sự tỉnh táo trong từng pha xử lý bóng. Có tình huống cao trần và sẽ có lỗi. Mấy nhỉ? Này cậu ơi. Ôi.
9 nó có tên mà. Đây là số một 7. Cự ly đá phạt số 17 bên anh tên là 9. À không không không, số mấy nhỉ? 21. Viết Hiệp đứng trước bóng. Cuộc sút không phải đường chuyền thì đúng hơn. Hơi khó. Cơ hội cho cầu thủ áo hồng. Kịp không đây? Không kịp, mất rồi. An còi. Cầu thủ mới được thay người vào sân. Không hề có lỗi. Đã có một cầu thủ bị đau. Văn Tùng. 60. Tôi bên đấy mà. Tôi bên giám sát đấy mà. Chơi bóng vào. Đấy rồi, lên bóng cho các cầu thủ không? Cơ hội không được, tình huống xử lý rất tốt của An Còi. Nguyễn Tú. Lên bóng cho các cầu thủ vào không? Đường chuyền khá dẻo, không được rồi. Tiếp tục một cầu thủ nữa đang bị đau. Đá biên cho các cầu thủ áo tím. An Còi. An Còi đang tìm phương án cho mình. Hoàng Trường. Chơi bóng lên. Tình huống đánh gót có ý đồ nhưng hơi nhẹ. Quyết định phát bóng lên. An Còi. Hoàng Trường. Hoàng Trường. Đá biên cho các cầu thủ áo tím. Viết Hiệp. Viết Hiệp, tiếp tục là Viết Hiệp. Vẫn là Viết Hiệp. Hai số 10 đấu với nhau. Viết Hiệp. Và sẽ có tình huống đá biên tiếp tục cho các cầu thủ áo tím. Chạy bóng lên. Thì hướng nhả về hơi lỗi của Hoàng Tài. Chạy bóng lên. Tình huống hơi ngã rồi. Hoàng Trường. Bóng trong chân các cầu thủ áo tím. Hoàng Trường. Tiếp tục là Hoàng Trường. Đường chuyền tốt. Không được. Hơi chần chừ. Viết Hiệp. Bóng chạm tay. Phát bóng lên cho đội bóng áo hồng. Tình huống không có gì nguy hiểm cả.
Tốc độ của An Còi kịp không? Không kịp, mất rồi. Phút thứ 52. Còn khoảng 8 phút nữa cho những nỗ lực của đội bóng áo tím. Sút xa! Tình huống xử lý của Văn Ba. Sẽ là tình huống phát bóng lên cho các cầu thủ Thiệu Hợp. Quý là người sẽ tung vào sân. Văn Quý. Một sự thay đổi nữa mang tính chiến thuật. Hy vọng rằng việc đưa Quý vào sân sẽ là một sự thay đổi rất sáng về mặt con người lẫn chiến thuật. Hoàng Trường, Hoàng Trường! Tình huống hơi cá nhân của Hoàng Trường. Phát bóng rất cao. Kết hiệp nhả về tốt. Kịp rồi. Cơ hội Hoàng Trường. Tình huống đỡ bước một lỗi của Hoàng Trường. Một cơ hội rõ nét của các cầu thủ Triệu Hợp đã trôi qua. Rất đáng tiếc. Hoàng Trường rất khỏe. Hoàng Trường đường chuyền tốt, không được, bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc. Văn Quý, tiếp tục là Văn Quý đã có lỗi rồi. Đá phạt dành cho các cầu thủ Thiệu Hợp. An Còi đứng trước bóng. Quyết định sút xa. Cú sút của Viết Hiệp. Phải khẩn trương hơn trong những tình huống bóng chết. Sẽ có penalty. Phút thứ 55, một tấm thẻ vàng đã được rút ra. Tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 26. Sẽ là tình huống đá penalty. Cơ hội tốt để rút ngắn tỷ số xuống còn 4-2. Hoàng Trường đứng trước bóng. Hoàng Trường, Hoàng Trường! Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 4-2. Cơ hội là vẫn còn cho các cầu thủ Thiệu Hợp. Một cơ hội nữa, suýt chút nữa thì có bàn thắng. Lên 5-2. Cú sút rất nét. Ban huấn luyện của các cầu thủ Thiệu Hợp ra một chỉ tiêu. 3 phút 2 bàn. Những tình huống rất sốt ruột của ban huấn luyện bên phía các cầu thủ Thiệu Hợp.
chờ bóng vào. Quyết định vô lê, không có gì nguy hiểm cả. Khẩn trương trong từng tình huống bóng nào. Văn Quý chờ bóng lên. Đường chuyền hơi khó của Văn Quý rồi. Còn 3 phút nữa, cơ hội là còn. Đi bóng vào, không có gì nguy hiểm cả. Văn Ba đi vào cho rồi, không được. Cú sút bồi rất nhanh. Việc cần làm của Thiệu Hợp bây giờ là đưa bóng lên thật nhanh và tìm kiếm bàn thắng. Còn việc của Thiệu Quang bây giờ có lẽ là một là phá bóng lên, hai là tìm cho mình bàn thắng, nâng cách biệt lên. Viết Hiệp hơi khó rồi, lên bóng cho đội bóng áo hồng, đi bóng vào rồi, đường chuyền hơi khó hiểu. Văn Quý, tình huống hơi chần chừ của Văn Quý. Tiếp tục là Văn Quý. Toàn Lê là người được quay trở lại sân. Thay cho Toàn Lê sẽ là Văn Ba. Có lẽ Văn Ba đã xuống sức rồi. Nguyễn Tú. Bạn bật 1-2. Tình huống chuyền hơi vặn sườn. Phút thi đấu cuối cùng. Tình huống đá bóng lỗi, Hoàng Trường lên bóng dành cho cầu thủ áo tím. Không được. Bóng chạm cột dọc. Hoàng Trường quá đen trong những tình huống quá đỏ của các cầu thủ Thiệu Quang. Cơ hội không được. Thanh Tùng đường chuyền tốt, Toàn Lê đường chuyền khó rồi. Cắt bóng tốt, Viết Hiệp khó mất rồi. Khẩn trương, không nên chần chừ nữa. Có lỗi, lỗi đẩy sau của Viết Hiệp. Đá phạt cho các cầu thủ Thiệu Quang. Không việc gì phải đưa bóng lên. Họ đang có lợi thế, họ không việc gì phải vội cả. Tầm này chỉ việc phá bóng lên thôi. Anh Tài vẫn chưa nhìn đồng hồ đâu. Cố lên. Khó mất rồi, Cường NM. Cơ hội cho đội bóng áo hồng. Đường chuyền khó của Cường NM. Đường chuyền khó của Văn Quý. Không hề có lỗi. Một cầu thủ áo hồng đang bị đau. Có lẽ tình huống đau mang tính chiến thuật. Chờ bóng vào.
Đánh đầu, vẫn chưa thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 4-3. Tiếp tục là Hoàng Trường. Trọng tài nhìn đồng hồ rồi. Tầm này phải khẩn trương trong từng tình huống bóng. Và đó cũng là tình huống cuối cùng, 4-3 là tỷ số chung cuộc với chiến thắng của các cầu thủ Thiệu Quang. Xin chúc mừng các cầu thủ Thiệu Quang và xin chia buồn với các cầu thủ Thiệu Hợp khi họ suýt chút nữa đã có tình huống lội ngược dòng. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trận đấu này trên sóng của VFTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại những trận đấu sau. đâu mất bàn thôi.